ngày 17 tháng 12 từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 45, trạm cấp nước sinh hoạt Bình Thới, các thôn Phú Lễ 1, 2, Tiên Đào, xã Bình Trung, các tổ dân phố 1, 2, 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Riêng trạm bơm số 1 Hòa Phát Trung Quốc, cơ sở kinh doanh ga và chế biến hải sản Lê Thị Lan và toàn bộ xã Bình Dương, huyện Bình Sơn mất điện 2 lần, mỗi lần 20 phút, vào lúc từ 7 giờ 15 và 9 giờ 30. Từ 8 giờ đến 15 giờ, toàn bộ thôn Hòa Huân và một phần thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, các thôn Bàn Thới, Vạn Xuân 1, 2, Mễ Sơn, Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, các xã Hành Tiến Đông, Hành Tiến Tây, huyện Nghĩa Hành. Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Sơn, thôn Liên Trị Đông, xã Bình Hiệp, thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Ngày 19 tháng 12, từ 8 giờ đến 12 giờ, thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long. Ngày 21 tháng 12, từ 8 giờ đến 14 giờ, các thôn Phú Lâm Đông, Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, thôn Kỳ Hát, xã Long Mai, huyện Minh Long. Ngày 23 tháng 12, từ 7 giờ đến 12 giờ, các xã Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. Từ 7 giờ 30 đến 15 giờ, nhà máy sản xuất ngói màu Acurafina, các công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại quốc tiến, trách nhiệm hữu hạn nông sản TBT, trách nhiệm hữu hạn Tân Bé, trách nhiệm hữu hạn Thanh Hùng, trách nhiệm hữu hạn Phước Uyên, cổ phần cấu kiện bê tông hạ tầng chiến trường, Viettel Quảng Ngãi, trung tâm viễn thông khu vực 5, trạm trộn bê tông Thiên Tân, kho dự trữ Đức Hiệp, khu dân cư Quảng Lác, các thôn An Long, Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp và thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Riêng nước sạch Đức Chánh, các hộ nuôi tôm Dương Quang, xã Đức Thắng, các công ty đầu tư Thái Phát Hưng, trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn Hòa Thuận, trách nhiệm hữu hạn Gold Star Health, trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao Nhật Trí Dũng, các hệ thống điện mặt trời mái nhà cùng các công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Sơn, Bảo Quốc, LXB, Hùng Mạnh, Bình An Solar Việt Nam, giống cây ăn quả Đức Chánh và thôn 4 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút vào lúc 7 giờ 30 và 14 giờ. Từ 8 giờ đến 10 giờ, trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh, cụm làng nghề tỉnh Ấn Tây, thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Vệ, trạm biến áp mỏ đá Nghĩa Thuận, các hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà Hoàng Nam, Hà Tân, trang trại gà trứng, nhà máy gạch Tuy Nen Phú Điền, trường Trung học phổ thông Tư Nghĩa 2, công ty Hà Mỹ Á, trạm biến áp xứ khoáng Nghĩa Thuận, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thuận, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn Vi Thư, nhà máy gạch Không Nung, công ty cổ phần đầu tư xây dựng BNR, công ty cổ phần Tiến Hưng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thanh Nguyên, chi nhánh công ty trách nhiệm hạn một thành viên dịch vụ khu công nghiệp Indico, trạm biến áp thi công cầu Trà Khúc 3, thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, trạm biến áp Nghĩa Kỳ 15, toàn bộ xã Nghĩa Thuận và các thôn, thôn 1, An Hòa Nam, An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30, toàn bộ xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi.